Chào mừng các bạn đến với kênh Ngôi Sao Bay. Vâng, thưa các bạn, trong bản tin ngày nay, chúng ta cùng tìm hiểu tiểu sử ca sĩ chuyển giới Hương Giang Idol. Nguyễn Hương Giang sinh ngày 29 tháng 12 năm 1991 tại Hà Nội. Tên khai sinh là Nguyễn Ngọc Hiếu, thường biết đến với nghệ danh là Hương Giang Idol, là một ca sĩ, diễn viên, người mẫu, người dẫn chương trình của Việt Nam. Hương Giang ban đầu được sinh ra với giới tính sinh học là nam giới. Dưới tên khai sinh là Nguyễn Ngọc Hiếu, tốt nghiệp trường Trung học phổ thông Đống Đa Hà Nội vào năm 2010. Sau đó, Ngọc Hiếu theo học tại Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Tháng 3 năm 2011, Ngọc Hiếu đến Thái Lan để thực hiện ca phẫu thuật chuyển giới thành nữ tính. Hương Giang cho biết, khi còn nhỏ, bố rất cưng chiều, đặt nhiều hy vọng vào mình. Nhưng sau khi Hương Giang tỏ ý muốn chuyển giới thì bố rất thất vọng, giữa hai bố con tự dưng có khoảng cách. Ở chung một nhà nhưng hai bố con luôn tránh mặt nhau, thậm chí gần như không ăn chung một bữa cơm nào. Để thực hiện được mong muốn của mình, Hương Giang đã ăn cắp tiền của bố, ban đầu chỉ một vài tờ với suy nghĩ rằng bố không biết và mình sẽ trả lại. Nhưng sau này thành thói quen, cứ lặp đi lặp lại đến mức Hương Giang không thể kiểm soát được. Cuối cùng Hương Giang đã bị bố phát hiện và ông đã nói: "Tại sao vậy? Mày là người tao tin tưởng nhất cơ mà." Cho đến bây giờ, ông vẫn giữ thói quen gọi Hương Giang bằng cái tên thật là Ngọc Hiếu. Năm 2012, Hương Giang được cho là hẹn hò với ca sĩ Phạm Hồng Phước. Mối quan hệ của hai người bắt đầu từ khi tham gia Vietnam Idol. Khi đó, họ thường ở cạnh nhau trong các hoạt động hậu trường. Vào năm 2014, Hương Giang hẹn hò với Usnai, bạn đồng hành trong chương trình Cuộc đua kỳ thú mùa thứ 3. Đến tháng 5 năm 2016, Hương Giang chính thức xác nhận đã chia tay với Usnai và cho biết mình chia tay bạn trai vì khoảng cách địa lý có quá nhiều khác biệt, cũng như Chris khá gia trưởng và kiểm soát cô khá nhiều. Trong một cuộc phỏng vấn, Hương Giang cho rằng người chuyển giới khó có thể tìm được hạnh phúc gia đình vì họ không thể sinh nở, cũng như không thể được gia đình chồng nhìn nhận như một người phụ nữ vì ai cũng biết họ từng là đàn ông. Tôi không nghĩ có thể mặc áo dài cưới, làm lễ gia tiên và được gia đình chồng nhìn nhận như một cô con dâu bình thường. Đó là chưa kể đến việc sinh con nối dõi. Đừng nói tình yêu sẽ vượt qua được tất cả. Cố gắng 1 năm, 2 năm không có nghĩa là sẽ vượt qua được 20 năm rồi 30 năm, Hương Giang đã từng chia sẻ. Tháng 1 năm 2018, Hương Giang tham gia Hoa hậu chuyển giới quốc tế. Đây là cuộc thi sắc đẹp dành cho những người chuyển giới nữ, được tổ chức thường niên tại Thái Lan. Kết quả, Hương Giang đã vượt qua 27 thí sinh của các vùng lãnh thổ ở các nước khác nhau để đoạt danh hiệu Hoa hậu chuyển giới quốc tế tổ chức tại Thái Lan. Bên cạnh đó, cô còn nhận được thêm các giải phụ như Người đẹp tài năng và Người đẹp truyền thống. Lúc đi thi Vietnam Idol, nữ ca sĩ đã mượn chứng minh nhân dân của chị gái để đăng ký dự thi. Kể từ giây phút ấy, cái tên Hương Giang gắn liền với Hoa hậu chuyển giới quốc tế đến ngày nay. Về đời tư, hiện tại Hương Giang đang hẹn hò với CEO người Singapore Matt Liu. Hai người lên duyên với nhau từ chương trình Người ấy là ai. Hương Giang và CEO người Singapore Matt Liu nhận được nhiều sự quan tâm, ủng hộ từ cộng đồng mạng bởi tài năng và nhan sắc rất xứng đôi vừa lứa. Tính đến nay, cặp đôi đã công khai yêu được 1 năm rưỡi, liên tục vướng tin đồn rạn nứt, nhưng Hương Giang và Matt Liu vẫn âm thầm bên nhau và vượt qua mọi sóng gió lẫn thị phi trong cuộc sống. Đầu tháng 10 năm 2021, trên mạng xã hội cũng rộ tin đồn Matt Liu đang ở nhà bố mẹ của Hương Giang tại Hà Nội khi anh đăng tải bức chụp ở căn chung cư có nội thất giống với nhà bố mẹ bạn gái. Tuy nhiên, vì là người trong cuộc chưa tiết lộ bất cứ điều gì, nên chuyện góp gạo thổi cơm chung của Hương Giang và Matt Liu vẫn là gây tò mò lớn cho khán giả. Vâng, thưa các bạn, bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn xem video thấy hay thì hãy đăng kênh, like, chia sẻ kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.